Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Sức Khỏe và Đời Sống Sơn 28 TV. Trong clip ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tác dụng của cây cỏ mực. Cây cỏ mực hay còn được gọi là cỏ nhọ nồi, loài cây này mọc dại ở rất nhiều nơi trên đất nước ta. Đây là một loại thảo dược mang lại nhiều lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Cây nhọ nồi có thân mọc thẳng đứng và đạt chiều cao từ khoảng 0,2 đến 0,4 mét khi trưởng thành. Thân cây có màu nâu hoặc lục nhạt, lá mọc đối nhau và hoa có màu trắng. Quả của cây có hình dẹt và đặc biệt khi vò nát cây sẽ tạo ra một màu đen giống như mực. Chính điều này đã tạo nên tên gọi cỏ mực cho loại dược liệu này. Cây cỏ mực chữa được bệnh gì? Từ rất lâu, cỏ mực đã được dân gian sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh với các công dụng như cầm máu, ức chế tế bào ung thư và tăng cường miễn dịch, làm đen tóc và dưỡng da hiệu quả, điều trị tiểu da máu và trĩ da máu, hỗ trợ điều trị chảy máu dạ dày và hành tá tràng. Chữa tưa lưỡi cho trẻ nhỏ Chữa rong kinh Chữa các triệu chứng liên quan đến suy nhược cơ thể và chán ăn Chữa sốt xuất huyết Có tác dụng hiệu quả trong việc chữa trị zona thần kinh Hạ sốt cho trẻ nhỏ Giảm viêm họng hiệu quả Một số bài thuốc chữa bệnh làm từ cỏ mực Điều trị thiếu máu từ cây cỏ mực Chuẩn bị 100g cây nhọ nồi, 100g mần trầu và 50g gừng khô Sau đó mang tất cả đi rang sơ qua trên chảo Tiếp theo, đổ thêm khoảng 3 chén nước dừa tươi rồi sắc uống, nên uống 2 lần mỗi ngày. Điều trị mề đay Chuẩn bị một nắm lá nhọ nồi, rau diếp cá, lá khế, dưa chuột, lá huyết dụ và lá nhải. Rửa sạch sau đó dã lấy nước uống hoặc đắp phần bã lá trực tiếp lên vùng da bị nổi mề đay. Chữa sỏi thận Chuẩn bị 25 g cây cỏ mực và 15 g sa tiền thảo mang đi sắc. Sử dụng uống mỗi ngày, có thể thêm đường để dễ uống hơn nên sử dụng liên tục khoảng 20 ngày. Chữa bệnh trĩ. Chuẩn bị một nắm cỏ mực, rửa sạch rồi giã nhuyễn, hòa cùng một chén rượu nóng và chất lấy nước trong để uống. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp đắp phần bã lên hậu môn để mang lại hiệu quả chữa bệnh nhanh hơn. Chảy máu dạ dày, hành tá tràng. Chuẩn bị 50g cỏ mực, 25g bạch cập, 4 quả đại táo và 15g cam thảo. Mang tất cả nguyên liệu đi sắc lấy nước, uống 2 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. Chị chảy máu cam Để chị chảy máu cam, cần chuẩn bị 20g cỏ nhọ nồi, 20g hoa hòe sao đen, 16g cam thảo đất. Mang tất cả nguyên liệu đi sắc lấy nước, nên cho người bệnh uống mỗi ngày một thang. Chị rong kinh Chuẩn bị 12g cỏ nhọ nồi, 10g thanh hao, 10g nguyên sâm, 15g sinh địa, 10g bạch thực và 10g đan sâm. Người bệnh sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Vâng. Trên đây là toàn bộ nội dung chia sẻ về tác dụng của cây cỏ mực. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vui lòng like, comment, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật các nội dung mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.